Cái này về hồi ép dắt nước cốt dừa. Ủa mà nấu vụ này thắng nước cốt dừa, thắng gì đó dầu dừa đấy. Dầu dừa không? Dạ. Uống hay gì bệnh gì không? Làm dắt chung vô luôn khỏi nước này lên khỏi đây riêng. Ủa ba cái xác dừa này hồi chú có bỏ hay làm gì không? Định xin cho gà. Này nó hình như 7 trái gì không? 7 trái. 8 trái hả? Đếm 7 rồi hả? 3 4 5 6 7 8 trái. Mới nào dừa siêu nhanh. Ủa xin ba xác mía này làm củi chậm hay gì á? Tám cái dừa. nước cốt dừa. Đây là máy ép nè. Cái bịch trắng đó hồi xin ba cái sơ dừa cho gà. Dạ. Không phải bỏ vô bịch. Tám trái. Cái này là ép khô luôn hết ta. Nước đầu tiên là mình đâu có chế nước hay gì. Đó. Đây nó xoay nó ép vô đây. Cái này nó ra như cám vậy. Mấy ngày nay dịch bệnh nó khẩu trang tăng giá đùng đùng. Dạ. Nó 120.000 một hộp. Hồi qua có số điện thoại công an bộ đường dây nóng đang lên luôn đó. Ai mà phát hiện chỗ nào bán ấy là điện công an lại. Vì sau buổi chiều mình vệ sinh cái máy là mình chế nước vô mình là sạch hay gì? Tháo ra hết bữa nè. Chiều là mình tháo ra hết không? Ừ. Chiều đầu đây. Rồi xong cũng bữa nữa. Dạ. Yeah. Mà chiều là phải tháo hết. Máy này nhỏ chắc phải dễ tháo mà. Nữa. Dạ. Ủa cái ca trắng anh Đại có lấy đâu không? Cái này để hồi về có rủ mẹ đổ câu câu được. Lấy miếng ngon nè. Dạ. Bây giờ nước thứ hai mình sẽ chế vô thêm một tí nước. Bán đồ bên kia kìa, mày sáng mày vô nhìn nha. Quá tay luôn rồi. Đây là nước thứ hai mình sẽ chế thêm một miếng nước hồi nãy nữa. Nước nhất thì mình dắt nguyên chất luôn. Nước thứ hai mình sẽ chế thêm một tí nước. Dạ. Hứng ha. Dạ. Dạ. xin cái này về trộn cho gà với vịt đó, với cám. 44 gì? Chưa. À, 400 mấy. Rồi.